Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Tỉnh Hưng Yên cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đất công, đất doanh nghiệp và đang giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên và các địa phương liên quan đang phối hợp chặt chẽ trong giải phóng mặt bằng thu hồi đất để triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đất công, đất doanh nghiệp và đang giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở. Hưng Yên phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 31 tháng 12. Đến thời điểm này, Hưng Yên đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư 215 trên 225,9 ha, đạt trên 95%, di chuyển 4.176 trên 4.207 ngôi mộ, đạt 99,3%, đồng thời khởi công và tổ chức xây dựng 7 trên 11 khu tái định cư và hoàn thành 7 trên 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Tỉnh phấn đấu sẽ hoàn thành tất cả các khu tái định cư, đủ điều kiện bàn giao đất tái định cư cho các hộ gia đình trước ngày 20 tháng 11. Theo Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên, để giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Văn Giang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, huy động mọi nguồn lực để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại, chủ yếu là diện tích đất ở, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 31 tháng 12. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng với tổng chiều dài 112 km đi qua 3 địa phương gồm Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Trong đó, dự án đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên có chiều dài 19,3 km đi qua 4 huyện Văn Giang 10,2 km, Khoái Châu 0,57 km, Yên Mỹ dài 2,5 km, Văn Lâm 6,6 km. Tổng mức đầu tư dự án trên địa bàn Hưng Yên là 5.244,5 tỷ đồng. Theo nghị quyết số 56 về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 Hưng Yên được giao phối hợp với Hà Nội triển khai dự án thành phần 3 đường cao tốc và trực tiếp tổ chức thực hiện hai dự án thành phần là dự án 1.2 bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên có mức đầu tư 3.739,9 tỷ đồng và dự án 2.2 xây dựng đường song hành đường đô thị với mức đầu tư 1.504,6 tỷ đồng. Nhằm sớm giải phóng mặt bằng bàn giao diện tích đất ở để xây dựng đường vành đai 4, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư, các xã tập trung tổ chức xét duyệt nguồn gốc tài sản trên đất. Để xây dựng đường vành đai 4, huyện Văn Giang có 416 hộ có đất ở bị thu hồi với tổng diện tích trên 79.000 m2. Huyện đã triển khai xây dựng 6 khu tái định cư. Đến nay, các khu tái định cư đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng. Cụ thể, khu tái định cư tại xã Thắng Lợi thi công đạt 97%, khu tái định cư tại xã Vĩnh Khúc thi công đạt 60%, 4 khu tái định cư tại xã Mễ Sở gồm Nhạn Tháp 2 đạt 97%, Nhạn Tháp 1 60%, khu tái định cư Hoàng Trạch 1 90% và khu tái định cư Hoàng Trạch đạt 80%. Huyện đã cơ bản hoàn thành việc xét duyệt nguồn gốc đất ở, điều kiện tái định cư và bồi thường hỗ trợ đối với đất ở. Tuy nhiên, cần phải hoàn thiện bổ sung hồ sơ đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và quy định mới của tỉnh. Đến nay đã hoàn thành công tác kiểm kê và lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc và tài sản trên đất của các hộ gia đình có đất bị thu hồi. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đối với công trình, kiến trúc và tài sản trên đất ở dự kiến trên 300 tỷ đồng. Huyện đang chỉ đạo các xã tổ chức xét duyệt nguồn gốc tài sản, thời điểm hình thành, điều kiện được bồi thường hỗ trợ, đồng thời công khai phần tài sản trên đất của từng hộ gia đình cá nhân. Dự án đường song hành đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được khởi công từ tháng 11 năm 2023. Sau gần một năm triển khai xây dựng, nhà thầu Lizen đã huy động tối đa nhân lực máy móc để thi công công trình. Để đảm bảo tiến độ công trình, nhà thầu đã huy động trên 200 kỹ sư và công nhân cùng hơn 60 thiết bị máy móc, các dây chuyền máy để tổ chức thi công. Trên toàn tuyến hiện đang tổ chức 8 mũi thi công trên địa bàn các xã Mễ Sở, Liên Nghĩa, Tân Tiến, Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, xã Hoàn Long, Đồng Than, huyện Yên Mỹ và xã Lạc Hồng, Đình Dù, Lạc Đạo và thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Đến nay, khối lượng thi công các hạng mục chủ yếu đạt được
đào nền các loại đạt gần 26 km đạt 100%, công tác trải vải địa kỹ thuật được 14 km đạt trên 58%, đắp cát nền gần 20 km đạt trên 85%, xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm, giếng cát, đào thay thế, trụ đất gia cố xi măng gần 8 km đạt gần 82%. Trên tuyến đã triển khai thi công 1 vị trí cầu, 24 vị trí cống hộp đổ tại chỗ, 20 vị trí cống hộp đúc sẵn, đúc cấu kiện đúc sẵn cống hộp lắp ghép. Tổng giá trị hoàn thành theo hợp đồng trên 277 tỷ đồng, đã giải ngân trên 220 tỷ đồng, đạt gần 88%. Hiện chiều dài toàn tuyến vẫn còn gần 8 km chưa được bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ của công trình, chủ đầu tư và các địa phương nơi dự án đi qua cần tập trung giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để thi công công trình. Thực hiện phong trào thi đua cao điểm, 455 ngày đêm hoàn thành xây dựng đường song hành, đường đô thị, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giải phóng mặt bằng toàn tuyến xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2024, xử lý nền đất yếu trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đắp đất nền đường K98 trước ngày 30 tháng 6 năm 2025, hoàn thành hạng mục cống thoát nước ngang dọc trước ngày 31 tháng 5 năm 2025, cấp phối đá răm các lớp trước ngày 31 tháng 10 năm 2025, thi công xong 7 cầu trên tuyến trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, tiến hành thảm bê tông nhựa mặt đường và hoàn thành các hạng mục điện chiếu sáng an toàn giao thông trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia đi qua 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, kết nối cao tốc Hà Nội Lào Cai, Nội Bài, Hạ Long chiều dài 112,8 km, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh chiều dài 35,3 km, trong đó 25,6 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối đường vành đai 4 với đường cao tốc Nội Bài Hạ Long đi qua 4 địa phương, thành phố Bắc Ninh, thị xã Quế Võ, Thuận Thành và huyện Gia Bình với hai dự án thành phần 1.3 và 2.3. Đến nay, dự án đã đạt được kết quả đáng khích lệ, trong đó giải phóng mặt bằng đạt 97,28%, triển khai thi công 3 gói thầu số 14, 15, 16 với 24 mũi thi công trên toàn tuyến, tổng sản lượng thi công đạt hơn 130 tỷ đồng. Dự án đường trục phía Nam giai đoạn 2 dài hơn 20 km qua huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa đang triển khai giải phóng mặt bằng và thi công. Với tổng mức đầu tư 6.067 tỷ đồng, dự án đường trục phía Nam được định hướng trở thành trục phát triển kinh tế xã hội khi đi qua nhiều khu công nghiệp, khu hành chính, văn hóa phía Nam của thành phố. Công trình có chiều dài 41,5 km. Điểm đầu đường giao Phúc La với đường Văn Phú, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Điểm cuối nối quốc lộ 1A, đoạn phía dưới cầu rẽ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Tuyến đường được thiết kế rộng 40m với 6 làn xe, chạy qua các quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, Phú Xuyên và Ứng Hòa. Dự án được triển khai theo hình thức BT, hợp đồng xây dựng chuyển giao công trình. Nguồn kinh phí đầu tư được đối ứng bằng tiền sử dụng đất của 3 dự án, khu đô thị Thanh Hà A 195,5 ha, khu đô thị Thanh Hà B 193,22 ha, khu đô thị Mỹ Hưng 182 ha. Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 làm chủ đầu tư, công ty cổ phần phát triển địa ốc Esenco 5 là doanh nghiệp dự án. Giai đoạn 1 của dự án dài 20 km từ Hà Đông đến hết địa phận huyện Thanh Oai, được khởi công năm 2008 với tổng mức đầu tư trên 3.700 tỷ đồng, đoạn tuyến thông xe vào cuối năm 2018. Giai đoạn 2 dài gần 22 km qua địa bàn huyện Phú Xuyên 8,9 km và Ứng Hòa gần 13 km, hiện đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm tải cho tuyến quốc lộ 21 kết nối với quốc lộ 1, liên thông với đường vành đai 4 Hà Nội, kết nối giao thông thuận lợi đi Hải Phòng, Quảng Ninh và đi các tỉnh phía Nam. Theo ghi nhận, khoảng 20 km đường trục phía Nam, đoạn từ đường Kiến Hưng, Hà Đông đến hết địa phận huyện Thanh Oai, Hà Nội đã được bàn giao khai thác.
Tuyến đường được thiết kế rộng 40m với 6 làn xe, cùng với đó là hệ thống chiếu sáng, giải phân cách cây xanh. Dự án đã hoàn thành 20 km giúp người dân đi lại thuận tiện. Giai đoạn 2, dự án có chiều dài gần 22 km đi qua địa phận Phú Xuyên và Ứng Hòa. Trong ảnh là công trình dự án đoạn qua xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên đang được đấu nối sau nhiều năm vướng giải phóng mặt bằng. Theo dự kiến, trong quý 1 năm 2025, toàn bộ các phần việc thi công xây lắp ở đây sẽ hoàn thành, đảm bảo thông xe, kết nối dự án với tỉnh lộ 429. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.